Tôi là Michael, tôi là một người Singapore, tôi là người sàm lợn TikTok. Khi tôi là một thầy giáo ở Việt Nam, có rất nhiều sinh viên đến gặp tôi và mong muốn tôi giúp họ tìm ra cách giải quyết cho vấn đề của họ. Một mình tôi thì không giúp được tất cả các bạn, nên tôi nảy ra suy nghĩ vì sao mình không thành lập một lớp học để các bạn trẻ gặp gỡ nhau và cùng giúp nhau giải quyết vấn đề của mình. Đó là ý tưởng vì sao Let's Talk ra đời. Là cung cấp kiến thức cơ bản về tham vấn dành cho các bạn trẻ có mong muốn giúp đỡ người khác và có đam mê về ngành tham vấn. Chúng tôi chỉ bắt đầu với một cộng đồng nhỏ chỉ khoảng 60 các bạn trẻ. Nhưng sau khóa học, chúng tôi hy vọng các bạn trẻ này sẽ tiếp tục vận dụng kiến thức của mình để đi xây dựng những cộng đồng xung quanh mình. Suy nghĩ dễ dàng, lắng nghe người khác hơn, cởi mở, bản thân mình và đón nhận người khác. Sau khi học khóa laptop thì em thấy là trong cuộc hội thoại thì mang nhiều một số tích cực hơn để hai người hiểu nhau hơn. Trong khóa học thì em thấy phần thứ nhất là cái phần mà mọi người tham gia luyện tập phản hồi cùng nhau để biết thêm những cái câu chuyện. Sau 3 khóa học lễ sau thì chúng ta đã được làm một số khảo sát và đánh giá và thấy là rất là hiệu quả. Hiệu quả phía các bạn đã đến học, họ dù là người đến học vì họ muốn giúp người khác, nhưng quay lại họ cũng cảm thấy là bản thân mình được giúp đỡ rất là nhiều. Nhiều người bạn họ nói rằng là họ tự tin hơn, nhiều người bạn nói là họ học đến rất là nhiều kỹ năng sống. Họ đã mang lại cho mình rất là nhiều cái lợi ích. Thứ nhất, ví dụ như trong công việc thì nhờ có khóa học thì mình đã biết cách để lắng nghe cái thân chủ mà mình đang nhận can thiệp được nhiều hơn. Sau quá trình học thì mình cảm giác là mình đã có thể thấu cảm được cái hoàn cảnh cũng như là khó khăn mà thân chủ hiện tại mình can thiệp đang gặp phải. Còn ở trong cuộc sống thì mình cũng đã có thể giúp đỡ được một số bạn bè của mình vượt qua được những cái khó khăn cũng như là cái trắc trở có trong cuộc sống. Laptop có thể mở thêm nhiều khóa nữa để giúp cộng đồng. Chúng ta cứ đóng góp cái mà chúng ta đã có, chứ không phải là đóng góp chúng ta chưa có. Thì các bạn có gì thì các bạn cứ ủng hộ. Bạn mà có thời gian, tôi muốn kêu gọi mọi người có thể chia sẻ thời gian đến TikTok để chia sẻ với các bạn trẻ về kinh nghiệm. Các bạn có về tài chính thì các bạn có thể ủng hộ chúng ta về tài chính để chúng ta có đủ nguồn để duy trì những công việc chúng ta muốn làm ở TikTok và CoRE.